Các anh chị cũng biết vừa qua thì ở nước Mỹ thì xảy ra rất là nhiều bạo loạn rồi đi biểu tình thì cách đây khoảng chừng 4 ngày các anh chị biết không? Bây giờ nước Mỹ á, người dân người ta rất là lo sợ tại vì những người mà không có công ăn việc làm á, nó không có cái nguồn tiền nào cả. Nó không có nguồn tiền nào cả cho nên là nó xảy ra những cái vấn đề là đi cướp bóc. Và cái mục đích của nó nhắm tới là những người phụ nữ độc thân và sống trong những cái căn nhà một mình. Thì cách đây vài hôm thì có một người phụ nữ bây giờ thì chưa chưa có biết được là chưa xác nhận nhưng chưa có coi cái bài báo mới nào nào hết, nhưng mà ở chỗ của Nhiên, cách chỗ của Nhiên cũng 1 tiếng mấy đó, thì cái người phụ nữ này sống trong một cái căn nhà, sống một mình, thì đi làm về là bị nó đi theo dõi, và cô ta về, cô ta đóng cửa nhà lại, nhưng mà không biết sao mà nó đã lẻn vô nhà được và nó cắt cổ cô ta chết. Nó cướp những cái tài sản ở trong nhà đó, nó cướp tài sản trong nhà. Thì đa phần là tụi nó nhắm vào những người phụ nữ độc thân và những người mà sống tại những cái căn nhà house, thì có nghĩa là những người mà ví dụ như mà những người mà sống tại những cái căn hộ cao cấp đi, thì sẽ được cái sự bảo vệ của security rồi của những người mà vệ sĩ ở trong cái căn hộ đó. Giống như trường hợp của Nhiên thì thật sự đúng là lucky cho Nhiên là Nhiên không có lấy được nhà sớm, thì cho nên là Nhiên vẫn ở ở trong những cái căn hộ riêng. Thì ở trong này thì có bảo vệ riêng cho nên là mình cũng được là nằm trong cái sự an toàn. Còn những người mà sống phụ nữ độc thân hoặc là những người sống độc thân đi, những người phụ nữ mà tự nuôi nuôi con và ở đơn thân đó, thì rất là nguy hiểm nha. Rất là nguy hiểm. Đã xảy ra 2 vụ, một vụ là bạn của Nhiên bị nó chấn lột cái bộ vỏ, rồi nó chỉ trả lại cho thẻ và cái bằng lái thôi, còn lại là bộ vỏ hiệu nó đã lấy, và nó lấy cả tiền luôn và cái chiếc nhẫn đeo trên người cùng với lại cái sợi dây. Nhưng mà mình nghĩ là qua qua cái sự lộn xộn này thì Nhiên khuyến cáo tất cả các anh chị em sống tại Mỹ, chúng ta nên cẩn thận và ra đường đừng nên đeo trang sức, thứ nhất, và thứ hai nữa là đừng có đem tiền mặt theo. Và khi mà đi đâu, những người phụ nữ cũng vậy, đi làm về thì nên về về tới nhà, đừng lảng vảng đi shopping hay là đi đâu cả, về khuya quá thì sẽ gây cái sự nguy hiểm cho chính mình. Thì hai cái sự việc xảy ra toàn là người phụ nữ cả, một người là người bạn thân của Nhiên và một người nữa thì là một người phụ nữ đã bị cắt cổ chết, cách chỗ của Nhiên cũng 1 tiếng mấy lái xe đó. Thì nước Mỹ hiện tại bây giờ thì đang rất là lộn xộn tại vì thứ nhất là công ăn việc làm cũng không có, rồi thành phần thất nghiệp thì cũng nhiều. Thì các anh chị cũng thấy qua vụ việc, trở lại cái vấn đề vụ việc của các nhà dân chủ ở Việt Nam mình bị bắt, giống như Cấn Thị Thiêu rồi Cẩm Thúy, thì các anh chị biết rồi, Nhiên có đọc báo thì Nhiên biết được là Cẩm Thúy là một người cũng là trước đây thân thế của cái người phụ nữ này, là giáo viên dạy toán đúng không các anh chị? Thì các anh chị em cũng biết được, qua đây mình muốn thức tỉnh những người dân sống tại Việt Nam mình, thành phần trí thức mà đang có cái chiều hướng bất mãn về công ăn việc làm hoặc là về cái cuộc sống xã hội của mình, thì mình nên nhìn nhận lại cái vấn đề cho nó thật là tỉnh táo và thật là kỹ càng cho cái tương lai của mình. Thứ nhất là nếu như lần này Tổng thống Trump đắc cử thêm một lần nữa thì sẽ không bao giờ có cái trường hợp là được đi Mỹ theo cái diện là tù nhân chính trị nữa đâu nha. Cho nên là các anh chị em
đừng nên nghe lời xúi giục của những người chống cộng ở bên này, rồi lại làm những việc sai trái với đất nước mình, để rồi mang cái tội danh, trong khi mình cũng là một người học, ăn học đàng hoàng, mà tại do mình không có tiếng thân thôi, tại do mình không tiếng thân cho nên là mình cảm thấy là mình thua thiệt. Nếu như các anh chị em chịu dùng cái trí tuệ của mình để mà xây dựng cái tương lai của mình, thì nhiên tin là các anh chị em sẽ không có bị dướng vô những cái điều đó cả. Người ta nói là lao động là vinh quang, không có, có rất là nhiều việc cho mình làm. Ví dụ như các anh chị muốn, giống 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 như những người đó, ví dụ như là họ thiên về toán học đi, nhưng mà không có tìm được những cái công việc sở trường của mình, thì các anh chị cũng có vẫn có thể tìm được một cái công việc khác, một công việc khác để mình phấn đấu, cũng giống như ngày xưa Nhiên đã từng học đại học xong, nhưng mà thời thế thế thời và hoàn cảnh không cho phép. Thì hiện tại bây giờ Nhiên làm công việc cũng như là công việc làm nail, làm một công việc lao động chân tay thôi. Thì các anh chị cũng cũng nhìn vào là các anh chị cũng biết rất là uổng bao nhiêu năm đèn sách của mình. Nhưng mà vì sao mà mình vẫn cảm thấy yêu nghề? Là tại vì nếu như mà mình không tìm được những công việc sở trường của mình thì mình cần phải nhìn lại chính mình, và mình phải nhìn lại cái hoàn cảnh như thế nào. Có rất là nhiều việc cho mình làm, và mình phải thử là sở trường của mình là cái gì. Sở trường của mình là cái gì? Ví dụ như bạn bạn có thể thử làm nail giống như Nhiên, hoặc là bạn có thể thử đi học nghề tóc. Không phải là các bạn học đi làm những cái công việc đó là các bạn có thể mai một cái kiến thức của mình đâu. Thực ra kiến thức mà các bạn có được trong trường học nó dạy cho mình á rất là nhiều điều, dạy cách làm người, dạy cái cách để mà kinh doanh, dạy cho bạn cái cách tính toán, dạy cho bạn cái cách tính toán trong cái công việc kinh doanh nào đó của các bạn. Có thể các anh chị mở một cái quán ăn bình dân thôi, nhưng mà những cái bài học vỡ lòng ở trong trường học vẫn có thể giúp cho các bạn các anh chị tính toán được cái bài toán tương lai của mình, để mình vẫn có được cái việc làm chân chính, mặc dù là cái sở trường của mình là học về toán học, học về kinh tế học hay là học về một cái gì đó, nhưng mà mình không có cơ hội để mình tiến thân vào cái sở trường của mình, thì mình vẫn có thể thử một cái nghề tay trái khác để làm gì, để có thể nuôi cái bản thân của mình, và mình có thể đảm bảo được cái cuộc sống của mình không bị lệ thuộc, không bị bất cứ một người nào chèn ép cả. Đúng không các anh chị? Giờ mình không làm được nghề chính của mình thì mình vẫn có thể thử một cái nghề tay trái khác, một cái nghề phụ khác. Rồi qua đó biết đâu được một lúc nào đó các anh chị vẫn từ từ một người thợ thôi. Rồi các anh chị làm tích lũy thì các anh chị có thể mở được một cái tiệm nhỏ, một cái tiệm uống tóc nhỏ, từ từ thì khởi nghiệp nó sẽ lên. Cái tiệm của mình làm giỏi thì mình cũng sẽ lên và mình cũng trở thành một người chủ. Thì có rất là nhiều việc cho mình, mà chủ yếu là mình có dám làm hay không thôi. Mình có chịu bỏ đi cái sĩ diện của mình để mà mình thích ứng với cái công việc khác, cái sở trường của mình hay không thôi các anh chị. Cũng giống như bà Cẩm Thúy, kẻ phản động đó đó, cũng giống như bà ta là một giáo viên dạy toán, đã từng học và từng dạy toán, là một người học cũng phải gọi là giỏi mới mới trở thành giáo viên dạy toán, đúng không các anh chị? Nhưng mà vì cái sự bất mãn nào đó cho nên á, là những kẻ chống cộng ở bên này nó rất là lợi dụng cơ hội nha. Họ rất là hay ở điểm là hay tìm những người giống như là
những người đã từng làm cho nhà nước, những người đã từng là giáo viên, hoặc là những người đã từng làm công việc về xã hội mà không tiến thân lên được trong cái cuộc đời của họ, thì những kẻ bên này hay len lỏi vào để mà kích động và dùng những người đó. Tại vì những người đó ít ra người ta cũng có được một cái trí tuệ, một cái tư duy riêng của họ, nhưng mà đều là họ không biết tận dụng chất xám của họ, cho nên là họ bị sai đường. Họ bị sai đường thì những kẻ chống cộng cực đoan và phản động luôn luôn rình rập những người đó để mà giật dây, tại vì họ biết được là những người đó bị bất mãn một cái gì đó trong công việc, bị bất mãn một cái gì đó trong cái xã hội kinh tế, hoặc là những người đó có cái tánh tham lam, cứ nghĩ là mình giỏi, mình phải như vậy như kia, cho nên là rất là dễ bị lợi dụng. Mà khi họ lợi dụng được rồi á, thì coi như là một cái quân cờ cho họ để mà họ làm những việc xấu xa với đất nước mình. Vì vậy á, nếu như Nhiên chị khuyên các anh chị em hoặc là các bạn trẻ, nếu như các bạn đi làm, đi học trong cái môi trường học tập của mình, và sau khi các bạn ra trường rồi, thì các bạn nếu như các bạn không tìm được một cái công việc theo cái sở trường của việc học của mình, thì các bạn nên bỏ đi cái mặc cảm cá nhân, bỏ đi cái tự ti cá nhân của mình, và mình nên thử một cái công việc lao động chân tay nào đó. Thì một trong một lúc nào đó, khi các bạn tích lũy được một cái nguồn vốn, thì các bạn cũng sẽ áp dụng những cái bài học ở trong trường học để mà tính toán cho cái công cuộc kinh doanh của mình nó tươi tốt hơn, nó đẹp đẽ hơn. Qua đây thì chúng ta nên nhìn nhận những kẻ mà giật dây ở bên này, giống như cái live trước Nhiên cũng đã từng nói rồi, họ là những kẻ gây tội ác cho tầng lớp nhân dân Việt Nam mình. Họ là những kẻ gây tội ác cho tầng lớp trí thức. Họ đã hủy hoại đi rất là nhiều tương lai của những người trí thức của Việt Nam mình. Những người đó là những người có thể sẽ giúp ích được trong cái công việc phát triển kinh tế cho nước Việt Nam mình, nếu như họ đi đúng đường. Còn họ đi sai đường thì rất là nguy hiểm. Và các anh chị chống cộng cực đoan ở bên này, các anh chị đã, tôi không biết phải khẩn cầu các anh chị như thế nào, nhưng mà các anh chị phải nhìn lại việc làm của các anh chị đã gây tổn thương bao nhiêu gia đình, đã phá hoại tan nát bao nhiêu cái tương lai của người dân vô tội ở Việt Nam. Vì cái sự ích kỷ cá nhân, vì cái sự thù hận dai dẳng mà các anh chị đã làm rất là nhiều tội ác. Các anh chị không phải là những người mà đang đem đến cho nhân dân Việt Nam mình những cái điều tốt đẹp cả, mà là các anh chị nhìn nhận lại cái vấn đề, các anh chị đã hủy hoại bao nhiêu tương lai của những người vô tội ở Việt Nam rồi. Có rất là nhiều người, người ta có học vấn và người ta đã bị các anh chị lợi dụng, cho đến ngày hôm nay một số thì bị lao lý và một số nữa đi qua bên này mất hết cả tương lai của họ. Họ làm những cái công việc lao động chân tay rồi á, nếu như mà một lúc nào đó họ chạnh lòng và họ cảm thấy được là bao nhiêu năm đèn sách của họ bây giờ á, không có làm được những cái công việc như ý muốn, qua bên này làm trả bill trả bọng nhiều rồi đóng thuế cho chính phủ cũng nhiều nữa, các anh chị có thấy là các anh chị hủy hoại rất là nhiều người không? Tầng lớp tri thức, toàn là những người mà đấu tranh cho các anh chị đó, bị các anh chị lợi dụng đó, toàn là những người tri thức trẻ cũng có, rồi những người đã từng học tập và cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái cuộc đời của người ta. Đến khi mà các anh chị dụ dỗ các anh chị đưa ra những cho họ những cái đồng tiền dơ bẩn đó, rồi họ chống phá đất nước Việt Nam mình, khi họ qua bên này họ làm lụng cực khổ và họ không còn vị trí trong lòng của người Việt Nam nữa, và họ không còn con đường về nữa. Cho đến ngày hôm nay dịch Covid, nhìn lại đi, những nhà dân chủ cụi qua bên Mỹ, cuộc sống của họ như thế nào?
kẻ thì lượm lon, người á thì kẻ thì lượm lon, người á thì đi ăn ở không, còn kẻ nữa thì dạng mà giống như là homeless. Có rất là nhiều trường hợp đã từng học thành tài ở Việt Nam, nhưng mà nếu như á mà không, xin lỗi nha, nếu như mà không bị sự dụ dỗ của các anh chị thì tương lai của họ tràn đầy ước hẹn. Nhưng mà đến bây giờ đó thì họ qua đây, họ sống không ra sống mà chết cũng không ra chết nữa. Cái tư tưởng hệ lụy của họ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Như bà Kim Thành bà qua đây bà lượm lon, các anh chị có nhìn thấy chạnh lòng với những người mà đã từng là một luật sư giống như bà ta hay không, mà bây giờ qua bên này làm những cái công việc như vậy, cho đến cái tư tưởng của họ không còn là một con người nữa. Và mẹ của con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hiện tại bây giờ như thế nào? Bà ta phải sống trong cái cảnh xa gia đình, xa quê hương, rồi bị mang tiếng là một kẻ chống đối nhà nước, một kẻ vong ơn bội nghĩa. Rồi người ta không còn đường về lại đất mẹ nữa. Thì tất cả mọi thứ xảy ra, mọi bi kịch xảy ra cho từng nhà dân chủ cội đều do chính cái bàn tay tội ác của những người chống cộng cực đoan ở bên này. Các anh chị không có phải là đang giúp dân, các anh chị không phải là đang làm một cái gì cho đất nước Việt Nam cả, mà là các anh chị ngấm ngầm để mà hủy hủy diệt đất nước Việt Nam và hủy hoại đi bao nhiêu tương lai của những người dân vô tội. Tại sao á, các anh chị nói là ở bên Mỹ những cái điều những cái mặt tiêu cực ở tại Việt Nam có nhiều, ở nước Mỹ thì không có. Vậy thì tôi chỉ hỏi một vấn đề này thôi. Các anh chị nói là ở bên này được tự do ngôn luận, cái sự công bằng đúng không? Rồi vậy thì tôi chỉ hỏi cái vấn một 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 câu hỏi, đó là tại sao có cái sự đấu đá giữa hai đảng khi một người tổng thống mới đương nhiệm lên và ông ta luôn lôi ra những cái điều sai của ông tổng thống cũ. Và điển hình giống như là vị tổng thống Donald Trump hiện tại bây giờ, ông ta cũng đã có rất là nhiều lời chỉ trích tổng thống Obama, cựu tổng thống Obama, đúng không? Rồi cựu tổng thống Obama cũng có rất là nhiều lời chỉ trích về ông Donald Trump. Vậy thì các anh chị nói là tổng thống Mỹ là những người có thân thế sạch. Nếu như có thân thế sạch thì tại sao những người mới lại lên chỉ trích những người cũ, và những người cũ cũng chỉ trích những người mới? Đảng này đấu tố đảng kia và đảng kia đấu tố đảng nọ. Vậy thì các anh chị cho tôi câu trả lời coi. Trong khi á, ở Việt Nam á, chỉ có một đảng Cộng sản duy nhất, và họ đã lo cho dân, họ lo cho dân tất cả mọi thứ. Có thể sẽ còn những cái sai sót, nhưng mà những cái sự sai sót đó thì họ cũng đang trên từng ngày, từng giờ, từng phút và khắc phục. Thì ở bên này cũng vậy thôi, nếu như các anh chị nói ở bên này thì cũng sẽ từ từ đến lượt mình, thì đúng rồi, ở Việt Nam cũng vậy. Giống như các anh chị nói cái gói cứu trợ ở Việt Nam lên tivi lấy, nhưng mà các anh chị có thấy bao nhiêu người share bài, giống như em Dương Vi cũng đã share bài cho thấy là gói cứu trợ ở Việt Nam cũng đã đến tay đồng bào ở Hà Giang. Bao nhiêu trăm người ở Hà Giang, những người hộ nghèo, cận nghèo, họ đều đã nhận được cái gói cứu trợ đó. Và chính ở trên bang Mê Thuột là nơi của An Nhiên ở, và Nhiên cũng đã khảo sát rất là nhiều, và Nhiên cũng được biết là những người bán vé số một ngày cũng được hưởng 50.000 tiền của
chính phủ và được trong hội phụ nữ cũng giống như là một cái hội của phường đưa, thì họ cũng đã cứu trợ cho mấy người đó một ngày thêm mấy chục ngàn nữa đó. Có nghĩa là một ngày những người mà đi bán vé số rồi những người tàn tật cũng được cái sự cứu trợ gần 100 ngàn trong một ngày. Và song song đó còn rất là nhiều mạnh thường quân người ta cứu trợ bằng thực phẩm, thức ăn cho những người đó nữa. Dạ, nhưng về từ lúc 7 giờ rưỡi rồi anh, đâu có sớm đâu anh, không có sớm đâu. Tiệm đóng cửa 7 giờ nhưng về 7 rưỡi. Thì các anh chị cũng biết rồi, khi mà mình chính phủ làm việc thì nó phải theo quy trình, theo đầy đủ quy trình, rồi á xong tất cả mọi thủ tục thì chúng ta mới tiếp nhận những cái điều đó. Thì ở bên Mỹ cũng vậy thôi. Bên Mỹ khi mà nghe mọi người cũng nghe cứu trợ từ hôm tháng 3, nhưng mà làm sao, tại sao đến tháng 5 mọi người mới được nhận? Thì tất cả chúng ta đều còn phải chờ đợi thông qua mọi thủ tục hành chính, mọi thủ tục giấy tờ pháp lý thì mới nhận được. Thì ở Việt Nam cũng vậy thôi, đâu phải là hôm nay thông báo là ngày mai là người dân cũng nhận được đâu. Cho nên các anh chị nên tránh những cái sự xuyên tạc vô lý đó đối với đất nước Việt Nam đi. Ở nơi đây các anh chị cũng tuân thủ theo pháp luật của nước Mỹ, thì các anh chị cần phải tôn trọng pháp luật của nước Việt Nam mình. Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị mang trong người dòng máu Việt. Chúng ta đều là những người mang trong người mình dòng máu Việt. Tại sao chúng ta không nói những điều tốt cho quê hương mà chúng ta lại xuyên tạc quá sức tưởng tượng như vậy? Trong khi các anh chị nói chuyện rất là mâu thuẫn. Các anh chị nói là ở Việt Nam làm việc không đúng sự thật. Nhưng mà những cái gói cứu trợ ở Việt Nam cho đến ngày hôm nay thì rất là nhiều người ta đã nhận được rồi. Và có rất là nhiều trường hợp họ cảm thấy là họ đầy đủ, cho nên họ muốn san sẻ lại cho những người khác. Đó là cái sự tương thân tương ái của người Việt Nam mình. Còn ở bên Mỹ cũng vậy thôi, chúng ta cũng nghe cứu trợ từ hôm tháng 3. Cuối tháng 3 là đã nghe có cái gói cứu trợ, nhưng mà đến tháng 5, đến cuối tháng 5 và cho đến ngày hôm nay cũng còn rất là nhiều người làm neo, họ cũng chưa có nhận được cái gói cứu trợ đó. Thì cũng phải theo quy trình thứ tự, mình phải đợi xử lý theo tất cả mọi thứ, theo hồ sơ và theo cái con số thứ tự mà các anh chị làm. Chứ không phải là hôm nay thông báo là ngày mai tất cả trên toàn dân cả nước đều nhận được. Làm sao mà nó nhanh cấp tốc như vậy được? Vậy thì các anh chị có thấy được là cái sự xuyên tạc của các anh chị đối với quê hương đất nước mình đó là một cái sự sai trái. Và cho đến hiện tại bây giờ ở đất nước Việt Nam, trong cái mùa dịch Covid, là một nước dẫn đầu thế giới về cái phong trào chống dịch Covid rất là an toàn. Ở nước Mỹ bây giờ mình không thể nào mà mình biết được ngày mai có phải tới mình hay không. Cũng giống như bản thân của Nhiên, Nhiên cũng không thể nào mà Nhiên ngờ được hai người bạn của mình lại bị nhiễm dịch Covid nữa. Vậy thì các anh chị phải nhìn nhận cái vấn đề cho nó chính xác, và đừng có vẽ thêm cái bánh vẽ nào để mà lôi kéo người dân vô tội vào cái tội ác của các anh chị nữa. Các anh chị có thấy, giờ tôi điển hình con phản động Cẩm Thúy đi, rồi Cấn Thị Thiêu, gia đình những kẻ mà mới bị bắt đó. Đây là tội ác của các anh chị. Tôi khẳng định đây là tội ác của những kẻ chống cộng cực đoan và những kẻ phản động đã gây nên bi kịch cho năm nhân vật này. Tại vì nếu như không có cái bánh vẽ của các người, thì một người đã từng ăn học dưới mấy trường xã hội chủ nghĩa, giỏi toán mới làm giáo viên dạy toán, không thể nào mà khùng điên đến mức độ
đem Bác Hồ kính yêu ra để mà làm những cái điều sai trái, mất dạy, vô lương tâm như vậy được cả. Các vị gửi những cái đồng tiền đó về cho người ta để mà đả kích, để mà kích động. Rồi các vị hứa hẹn rất là nhiều. Vì cái sự hứa hẹn vô liêm sỉ của các vị cho nên á, là gây ra bao bi kịch cho những người ở Việt Nam. Những người giống như ông Bùi Tín cũng là nạn nhân của các vị. Đến khi cái hơi thở cuối cùng của ông thì ông cảm thấy hối hận và muốn muốn mình được về, trở về với đất mẹ, nhưng mà đã muộn. Vậy thì các vị có cảm thấy là các vị đã giết hại bao nhiêu đồng bào Việt Nam qua cái bánh vẽ không có thật của các vị hay không? Tôi nói ở đây không phải là tôi có những cái lời một cái lời nào biện hộ cho năm nhân vật phản động vừa rồi bị bắt, nhưng mà tôi chỉ nói nhìn nhận vấn đề cho nó sâu sắc hơn, một cái tính nhân văn một tí xíu. Nếu như không có những cái bánh vẽ thiên đường ảo của các vị thì những kẻ đó sẽ không làm những việc sai trái với đất nước Việt Nam. Nếu như các vị thương dân Việt Nam thì phải thương cho chót, phải có những cái lời khuyên. Giống như tôi còn nhỏ hơn các anh chị rất là nhiều năm, nhiều tuổi. Nhưng mà tôi vẫn khuyên đồng bào mình, vẫn khuyên các em thế hệ trẻ, các em học ra trường, nếu như các em không có thể nào làm được công việc theo cái sở trường học của các em thì các em nên chọn cho mình một cái ngành nghề tay trái, như làm đẹp, thẩm mỹ cho phụ nữ cũng được, hoặc là cắt tóc, hoặc là có thể mở quán ăn. Những cái công việc đó có thể đem đến những cái nguồn thu nhập phụ cho mình trước, để mình đảm bảo được cái cuộc sống của mình. Rồi sau đó ngày tháng tích lũy được những cái khoản tiền thì các em có thể sẽ trở thành một người chủ nhỏ trong tương lai với công việc tay trái. Lúc đó mình yêu nghề rồi thì mình tận dụng những cái tư duy học ở trong trường để mình tính toán cái bài toán kinh doanh, kinh tế cho mình. Cũng giống như giờ Nhiên chỉ đưa ra một cái ví dụ là Duy Nguyễn. Duy Nguyễn cũng học xong đại học và thông qua gym, là một gymmer, một người tập thể hình. Và cho đến ngày hôm nay Duy Nguyễn cũng thành công là công việc tay trái chứ không phải theo cái sở trường học ở trong cái mái trường, ở trong cái sở trường học, cái môn học của Duy Nguyễn. Thì em Duy cũng đã chọn một cái công việc, một công việc phụ cho mình, nhưng qua công việc đó vì đam mê, vì cái sự đam mê lâu dần và tích lũy nguồn vốn, cho đến ngày hôm nay em Duy cũng đã thành công, rất là thành công, là một doanh nhân gọi là thành công nhất, thành công trong cái giới tuổi của Duy Nguyễn. Thì các em thế hệ trẻ, chị Nhiên khuyên này là Nhiên dùng cho những em thế hệ trẻ nhỏ tuổi hơn Nhiên thôi nha. Tại vì thế hệ trẻ là những người sẽ giúp cho cái nền kinh tế của Việt Nam mình phát triển đi lên cao hơn nữa. Tại vì tương lai của các em, như Bác Hồ đã từng nói đó, đất nước chúng ta có phát triển phồn vinh hay không, đó là nhờ công học tập của tầng lớp trẻ của các cháu. Bạn Công Luận Phan nè, để Nhiên nói cho bạn nghe, không phải không ai làm được như Duy Nguyễn đâu, tất cả chúng ta đều làm được, chủ yếu là bạn có chí làm hay không thôi, bạn có chịu cực khổ như người ta hay không thôi, và bạn có chịu dùng những cái đầu óc của bạn để làm những cái điều đó hay không thôi. Nhiên đã từng tiếp cận với em Duy Nguyễn trong những ngày đi làm từ thiện ở Hà Giang, và Nhiên được biết. Các bạn có biết là hả, em Duy Nguyễn á, lúc nào cái phone của em Duy Nguyễn cũng bận rộn. Và
Kể cả khi ngồi ăn với An Nhiên, ngồi uống một cái ly nước cũng vậy nữa. Lúc nào người ta cũng làm việc, người ta làm việc cho đến khuya luôn. Các bạn có thấy đến khi mà Duy Nguyễn live stream đến 2-3 giờ sáng, nhưng mà 2-3 giờ sáng đó là Duy Nguyễn cũng làm việc. Thì chúng ta chịu làm việc thì chúng ta sẽ có được những điều đó thôi. Các bạn cố gắng các bạn sẽ có, không phải là không ai làm được đâu, các bạn đều làm được, ai cũng làm được cả.